Bây giờ xin mời bạn nữ. Chào em. Dạ, chào chị Kim Long Thương. Rồi, thay đổi bên nữ giới thiệu trước luôn nha. Mời bạn nữ. Mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân mình nè. Dạ, xin chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Tường Vy, năm nay 25 tuổi, làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Dạ, công việc hiện tại của em làm kế toán vậy. Xin mời bên đàn trai nè. Dạ, lời đầu tiên cho phép em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Nam Thư, cùng bạn nữ kế bên. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Đức. Đức, em sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Năm nay em 31 tuổi, em đang công tác và làm việc tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên vận tải và triển lãm, kho kiểm hàng, xuất hàng, nhập hàng. Kiểm kho này kia đó hả? Dạ, đúng rồi. Rồi, thủ kho với thủ quỹ là quan trọng lắm ha. Dạ, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình nói chút xíu về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Đức. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình và biết phụ việc nhà. Dạ, cái này là người đàn ông gia đình nè. Dạ. Rồi khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì em hơi bề bộn một tí. Mời đàn gái. Em ưu điểm là hoạt bát, dễ gần, biết nấu ăn dọn dẹp. Còn khuyết điểm là em chạy xe rất là ổn. Mọi người mà ngồi sau xe của em á là đều kêu là Vy chạy từ từ thôi, đừng chạy nhanh quá. Cái rồi, này cái phải khắc phục liền nha em. Dạ. Rất là nguy hiểm á. Tính em nhiều khi nó cũng hơi tưng tưng á, chắc là không ai để ý đến em luôn. Rồi biết nhậu không? Dạ cũng sơ sơ chút chút. Trời ơi, nhậu mà chạy xe ẩu nó chắc chết quá. Để em chở đi. Đó, để em chở chưa? Đi. Có một lần em đi cà phê, hôm đó là ngày 20 tháng 10, cái mấy chị bạn rủ nhau đi cà phê. Em vô quán, em ngồi em uống nước bình thường. Quán người ta tổ chức chương trình là cuộc thi uống bia. Em ngồi em cũng lơ ngơ cái lúc người ta hỏi giơ tay ai lên tham gia chương trình em không biết, cái nhỏ bạn ngồi bên đó gì tự nó giơ tay em lên vậy luôn, đứng ra xếp hàng, người ta phát cho mỗi đứa một chai bia, năm cô nữ. Bắt đầu thi đến 1, 2, 3 em cầm hút, em hút một hơi một hết nguyên chai. Hôm đó là em thắng giải nhất à. Mà dạ kêu trời xấu hổ quá, kiểu vậy là không ai thèm để ý tới mình nữa luôn rồi. Mất hình tượng quá. Trời ơi, là từng thắng giải nhất trong một cuộc thi uống bia nha. Quá dữ. Quá dữ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình của mình đi em trai. Trước giờ em quen 2 mối tình. Thì mối tình đầu tiên của em thì em bị cắm sừng. Em bị cắm sừng. Em quen cũng được hơn 1 năm rồi. Vô tình em đi, em bắt gặp ngoài đường. Em im lặng, em đi về luôn. Xong từ lúc đó giờ là chia tay luôn. Còn mối tình thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai thì do tuổi tác anh. Bên nhà gái thì hơn em mấy tuổi. Còn nghiệp quá, coi như em tên Đức. Dạ. Đúng như số phận. Mà cái số em đen lắm anh. Cái lúc mà em lên đây á, thì em đi qua cái phòng tập gym. Thì em nhìn vào em thấy nhiều bạn nữ lắm. Tầm 10 mấy người á. Cái em về em kêu em của em đi tập. Ở bên này có nhiều nữ xinh lắm. Hai anh em mình qua bên này đăng ký đi, tập thì có khi lại kiếm được cô. Em vừa đăng ký đâu được 3 ngày á, 10 mấy cô nghỉ hết luôn. Thôi cái số em nó vậy rồi. Ráng bữa nay. Dạ. Mình coi có duyên mới không nha. Dạ. Sao em nói tí xíu về tình trường của mình nè Vy. Từ nhỏ tới lớn giờ chưa yêu ai. Chắc có lẽ người ta thấy em giống bạn hơn là giống người để yêu á chị. Nhưng mà em có thích ai không? Không, cũng không thích ai luôn. Chứ vậy em cũng không có cảm tình, cảm giác gì với ai luôn hả? Hình như là coi phim ngôn tình với lại Hàn Quốc nhiều quá nên là chỉ thích mấy anh oppa thôi. Trời đất ơi. Nhưng ví dụ mình ra đường mà thấy trai đẹp rồi có thích không? À cũng có một lần đó chị. Hôm đó đi cũng đi cà phê về, xong rồi đang đi trên đường thấy một anh Tây chở con bé Tây nhỏ. Em chạy theo, em thấy thằng con nít ở ẩn sau dễ thương quá, chạy theo bám đuôi. Trong khi đó là mình đang đeo khẩu trang kính mặt dày. Đến một cái con hẻm, cái em thấy ảnh where you from, where do you live. Cái ảnh quay lại anh nói là mình biết nói tiếng Việt Nam rồi. Xong rồi cái chị ngồi sau xe nói em là con này mày nhục quá rồi, mày đi về đi, mày lái xe thiệt nhanh đi chứ không mày đừng để người ta thấy, người ta tưởng mày bám đuôi người ta. Em là theo thằng con nít chứ không phải là theo anh Tây. Tức là em thấy thằng cu làm sao hay là em bám theo thằng cu làm sao hay thằng cu làm trước? Cu đằng sau chứ anh. Vậy là anh thấy cảm giác của em nó có hơi bất thường. Bây giờ hỏi thật nè, em thấy con gái em có thích không? Dạ, không. Con trai cũng không thích mà con gái cũng không thích nữa.
Không phải, con trai có thích nhưng mà chắc là chưa tìm được đối tượng. Không thích đâu. Tôi thích quá trời thích luôn cái cô này không? Chào em. Trời ơi, dạ. Xinh dễ thương vậy á. Em không có cảm giác gì trơn hả? Em thường chú tâm vào việc khác hơn là chuyện tình yêu á. Em giờ có chứng kiến một cảnh nào mà hai bạn trẻ hôn nhau chưa? Thấy nhiều rồi chứ anh. Trong người em nó có xốn sang, nó có khó chịu có gì không? Không. Mà trước giờ chưa yêu thì có nắm tay ai chưa? Dạ chưa. Chưa hôn ai luôn chắc luôn đúng không? Phải có nhiều bạn chứ mà không yêu ai luôn. Có nhiều bạn. Mà có ai theo đuổi em không? Không. 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 Em nghĩ chắc xấu quá ngoài này đi. Không có xấu. Không, em không có xấu bé. Em dễ thương nè, ừ. Nhìn hấp dẫn nè, ừ. Điện nước đầy đủ nè. Thôi cái này để hồi em có thể thử cảm giác của cô ấy thế nào nha. Bây giờ em muốn tìm một cái người chàng trai thế nào trong đầu của em, trong giấc mơ của em. Em thì ít điều kiện lắm. Em chỉ cần là cao trên 1m7, là từ 70 đến 85kg độ lại. Tính tình thì hiền lành, ừ. Thông minh và nói chuyện dễ nghe. Có muốn chọn biết nhậu không? Về nhậu chung. Không, em không thích nhậu. Nếu mà bên kia mà nhậu á thì em đấu cho thắng để cho khỏi nhậu. Anh không biết nhậu. Rồi. Bên đó là có ý kiến vậy rồi á. Em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm bên đàn gái? 98% rồi. Sao ông tự tin quá vậy? Ừ, để chị coi thử 98%. Dạ, em chào chị Nam Thương. Chào cưng. Chim bắt chào tay cưng. Chị cả. Ừ. Dạ. Chào em. Dạ. Trời ơi, mặc đồ ướt, đồ lịch sự dạ. Quá. Rồi, bây giờ muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái của em thì ngoại hình thì ưa nhìn một tí. Biết chăm lo cho gia đình. Biết nhậu. Dạ, nhậu cũng được. Biết chạy xe. Thì nếu mà bạn ấy nhậu thì em sẽ chở. Tại vì em nhậu thì em ít khi em nhậu lắm. Tại vì chỉ có thí dụ như là đi đám tiệc thì em mới uống 1-2 ly thôi. Ừ. Còn mà thí dụ như mà kêu em đi nhậu thì hiếm khi đi á. Ừ. Mà đi là phải chở em về. Ừ. Có khả năng là tính tới mua nhà, mua cửa gì chưa? Dạ cũng có với anh. Em cũng tính là nếu mà lấy vợ thì em sẽ mua một cái miếng đất nhỏ nhỏ rồi cắt cái nhà. Em đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ. Em họ, rồi cho gặp em họ. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào tất cả mọi người ạ. Trời em là anh Dương, em là em họ của anh Đức ạ. Chị bên này rất là dễ thương và chị một người rất là cá tính ạ. Nói chung là em thấy hợp với anh á. Cảm ơn em. Dạ. Tường Vy, hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và em trai của em. Dạ chào Nam Thư, chào anh Quyền Linh và chào mọi người. Vy thì từ nhỏ đến giờ phải nói là được ba mẹ cưng chiều sướng hơn. Theo mình nhìn bạn Nam này thì có lẽ là bạn tự lập từ nhỏ có dạ. Cái phần vất vả hơn. Cái cách bạn sống có thể là nó không hợp với Vy. Dạ. Theo gì thấy như vậy thôi. Còn hai bạn khi mà gặp nhau cái nhìn đầu tiên đó như thế nào đó thì hai bạn quyết định. Dạ. Rồi, cảm ơn dì. Đó là ý kiến của người thân. Dạ. Còn hai bạn quan trọng là gặp nhau cảm nhận thế nào thôi nha. Dạ. Mở rào. Chào em. Dạ. Xin tặng. Em chào anh. Em cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh là một người khá là chín chắn và có cái gì đó trưởng thành và không có năng động hoạt bát như là em. Không biết ý anh ấy về em thì như thế nào? Anh thấy em dễ thương. Xinh gái, vui vẻ. Có dễ nhìn không? Có. Sao em thấy em xấu quá à? Anh còn nhớ về người cũ không? Không. Không. Tại vì cũng hơn 2 năm rồi. Mình có hẹn hò á. Thì em cho anh một cái thời gian địa chỉ rõ ràng. Rồi xong rồi anh sẽ thu xếp. Một tuần gặp nhau mấy lần? Thì cũng tùy. Dạ. Ví dụ như là tuần này em được nghỉ một ngày, hai ngày thì anh sẽ dành những cái thời gian đó cho em. Thì cũng được. Nói đi, nó nhìn bạn gái nó đi. Dạ. Em hơi trung tại vì bạn ấy dễ thương. À, và nếu như mà chúng ta tiến tới hôn nhân thì anh sẽ làm gì cho em hạnh phúc? Nói đi. Thì anh sẽ làm tất cả vì em. Trời ơi, một cái câu nói hết sức quen thuộc, một câu nói hết sức là học thuộc lòng luôn. Ừ, thiệt á. Chung chung vậy đó. Đúng rồi, anh Linh. Hồi nãy cô gái nói là cô không cảm xúc với nam, đúng không? Gặp dạ. Ai cũng không thích không cảm xúc với nữ. Bây giờ mình cho nắm tay, mình kiểm tra cảm xúc nè. Mình nắm tay nhau, mình kiểm tra cảm xúc nè Vy. Thử em nhìn có cảm thấy gì sao nhau, không? Nhìn thẳng vào mắt nhau. Đấy, hai đứa nhìn 30 giây để xem cảm nhận thế nào về cái người đối diện. Cứ nhìn thẳng vào mắt nhau đi.
Nó có đó, rung động gì chút xíu gì không? Đúng rồi. Hãy nhìn nhau cười thật tươi, thoải mái lên. Em rung anh đúng không? Rồi buông ra, được rồi, được rồi, được rồi. Sao Vi, em thấy sao Vi? Em cảm thấy ảnh là một người rất là tình cảm. Ờ dạ. Con mắt ướt. Mắt ướt? Dạ. Hồi nãy giờ em quên, em có món quà em muốn tặng cho bạn gái. Em nhắm mắt lại. Trời. Anh xin nguyện suốt đời yêu em. Để tay vào nút bấm đi. Em bé. Vi và Đức, chúng ta có 3 tiếng đếm. Suy nghĩ và quyết định. Tỏ tình với nhau cũng có rồi. Đây là giây phút quan trọng. Chuẩn bị nha. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng em. Rồi, hai bạn nắm tay nhau đi nè. Như vậy là có cảm xúc rồi đúng không? Nói chung là em nhìn thấy sự chân thật ở trong ảnh. Đúng rồi. Vậy thì hôm nay em nói với lại bên đàn gái đi. Em xin phép gì là cho con được hẹn hò với Vi. Dạ. Và cho con thơm gái để chứng minh nè. Dạ. À, nghề nghiệp hiện tại của mình là gì anh? Anh làm chuyên về nội thất em ạ. Năm nay anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 81. 81. À, anh có thể chia sẻ một chút nhiều hơn về bản thân là ưu nhược điểm của bản thân mình là gì này? Mình có tài lẻ gì không? Thực ra tài lẻ thì anh cũng ít. Còn nhược điểm của anh là tính sạch sẽ và cẩn thận, chỉnh chu. Sạch sẽ là nhược điểm hả anh? Đến mức là nhược điểm luôn ạ? Không, ý anh nói là trong công việc hoặc về vấn đề nhà cửa hoặc là vấn đề xe cộ đi lại kiểu như tính anh sạch sẽ. Anh không muốn đi đâu cảm thấy không tự tin hoặc là chỉnh chu ấy. Ok ạ. Thế thì còn về chuyện tình cảm của mình, anh chia sẻ một chút được không ạ? Lý do vì sao mà anh chị chia tay ạ? Thực ra bọn anh khi chia tay thì cũng nói chẳng trả ai tin. Vấn đề kiểu do cuộc sống xã hội khiến con người ta nó thay đổi. Từ những thay đổi đấy nó khiến cho vợ chồng có nhiều cái bất đồng sau nhiều năm chung sống. Thì bọn anh đều quyết định đi đến ly hôn. Sau chuyện ly hôn thì anh bao nhiêu 3 năm rồi đúng không ạ? Trong 3 năm đấy anh có tìm hiểu ai khác không? Thực ra trong quá trình đi làm và mối quan hệ thân thiết nó thiếu thiếu cho anh. Sống cũng có gặp một vài đối tượng khi nói chuyện cảm thấy nó không theo cái tính người nên gia đình hoặc là không tôn trọng được thì anh dừng lại. Để thời gian đó quan tâm đến gia đình và cho con cái học hành, không nghĩ đến chuyện đó. Thì sau 3 năm đi rồi con cái anh sống sao cảm thấy những năm tháng cũng có ý nghĩa. Họ và tên anh nói lại họ và tên giúp em được không ạ? Mấy con mình vẫn xa. Thế thì bây giờ mà con sao vấn đề chủ trạc này thật thuật ạ? Anh có nghe rõ bọn em nói không ạ? Biên tập hỏi là anh hiện tại là có mấy bé á? Có mấy con ạ? Anh có hai đứa, một cháu trai đang học lớp 11, một cháu gái đang học lớp 8. À dạ. Vậy thì mình bây giờ mình muốn tìm một nửa của mình rồi thì cái yêu cầu của anh với cả cái bạn
bạn gái của mình là gì? Anh muốn với bạn gái như thế nào? Để chia sẻ và đã từng có gia đình rồi thì sẽ hiểu vấn đề nhỏ hơn. Còn vấn đề ngoại hình hay hình thức thì tôi nhìn một chút quan trọng cách suy nghĩ và giao tiếp, ok là được. Nếu mà bạn nữ mà đã đáp ứng cái nhu cầu của mình nhưng mà bạn lại ở hơi xa một chút thì anh có yêu xa được không? Thực ra cái vấn đề xa hay gần thì khó. Bây giờ mình nói thật là này, khi đã có tình yêu rồi thì hai người có thể sẽ sắp và thương một. Một là tình đặc biệt, hai là nhà chồng cũng quan trọng là đã đi thêm bước nữa thì con cái nó sẽ đông. Thì vấn đề quan trọng đó là phát triển kinh tế. Nếu muốn phát triển kinh tế thì nó phải dựa trên cơ sở là thực sự có thật lòng với nhau hay không. Nếu không thật lòng với nhau thì cho dù có gần hay xa thì nó không phải vấn đề quan trọng. Anh nói thì không hiểu không? Rồi câu hỏi nó hơi cá nhân một chút là bây giờ nếu ví dụ mà một bạn nữ mà cũng cùng hoàn cảnh với mình thì đương nhiên là cũng sẽ có con cái này, nếu mà bây giờ mình tiến xa hơn thì anh có tài chính của mình có đủ lo được cho cả hai bên như vậy không ạ? Thực ra cái này thì mình chưa ở trong hoàn cảnh ấy, mình chưa thể dám chắc 100%, nhưng mình khẳng định nữa là nếu mình cùng hoàn cảnh với mình thì mình lo được một phần nào đó nhất định, còn lại thì cả hai cùng phải cố gắng vì đông vì bạn bây giờ rằng là cuộc sống một là một công việc, một khả năng kiếm tiền nó khác nhau, cho nên là cuộc sống đông con thì mình phải cùng nhau cố gắng không phải là cố gắng cho bản thân mình, nhất là cố gắng để vì những cái gia đình để nó các con ăn học. Rồi ạ, có biên tập nào muốn đặt câu hỏi nữa không ạ? Dạ rồi anh ơi, nếu mà khi mình ở Sài Gòn á là anh có thể sắp xếp bay vào để tham gia được đúng không ạ? Thực ra nếu như những chương trình tổ chức sự Sài Gòn thì mọi bạn nên định chuẩn bị trước sẽ thu xếp công việc bạn không vấn đề. Dạ. Cái vấn đề của mình nhận ra thì mình rất thích là những cái chương trình này mình thích được một người nghĩ theo cái suy nghĩ và cái ý định của mình có cái chuyện xa gần mà mình phải quan trọng. Dạ rồi, coi như là anh có yêu cầu gì về tuổi tác của cái người bạn gái không anh? Tuổi tác thì thật ra mình cũng không thích trẻ quá. Mình chỉ muốn làm sao nó cũng ở cái trang lứa tuổi mình, một là nhiều hơn mình 5-7 tuổi hoặc ít hơn 50 tuổi chứ đừng để có sự chênh lệch. Thực ra với mình là đàn ông mình không sao, mình sợ là phụ nữ họ đi đâu họ có thể không tự tin người khi đi với một người chồng của mình hoặc một người tình của mình thích một người tuổi tác. Ồ, dạ rồi, ok anh Sáng ha, thì đó là những cái thông tin bước đầu thôi. Còn nếu mà mình được chọn cũng như là có cái cô gái phù hợp á thì chương trình sẽ thông báo và làm nội dung kỹ hơn, nhiều hơn với anh nha. Em cho tôi có thể hỏi được không? Dạ rồi. Anh muốn tìm một người bạn gái có tính, chút cá tính hoặc là năng nổ ngoài xã hội một chút, chứ không muốn kiểu người mà kiểu cuộc sống ăn phận. Dạ rồi, ok anh. Thì những cái này nó nằm trong những cái tiêu chí mà mình yêu cầu ở một người bạn gái, và sẽ có biên tập sẽ trao đổi về những cái tiêu chí này thêm ha, để mình có một cái người phù hợp nhất với anh ha. Rồi. Anh có xem qua chương trình của em, anh thấy một người này họ cũng đăng ký chương trình, khi bạn này hỏi nhiều câu hỏi về cái bạn nam của anh, bạn nam này không trả lời được và trả lời cũng không đúng theo ý của bạn ý. Anh rất muốn có số điện thoại của người đó, bọn em có thể kết nối hỏi xin làm sao cho anh có số điện thoại không, vì anh đã từng gọi điện đến trung tâm, tức là đến cái địa chỉ của bạn ấy làm, em hiểu không? Dạ anh ơi, thì là tất cả những cái này là thông tin cá nhân của nhân vật, cho nên là chương trình không thể nào mà cung cấp ra ngoài được anh nha. Rồi em để cho anh nói hết câu ấy, thì em mới hiểu được. Tức là bạn ấy tham gia chương trình rồi, nhưng bạn ấy không bấm chuông. Nhưng anh muốn xin lại cái thông tin ý. Anh biết là cái này bọn em bảo mật, nhưng em muốn bọn em nói chuyện trước với họ. Nếu họ đồng ý thì bọn em cho anh số điện thoại.
hoặc là họ đồng ý cho số điện thoại thì bọn em cho, chứ không phải là anh bảo bọn em cho anh. Tức là bọn em... Em hiểu ý anh rồi, nhưng mà cho em hỏi một chút là mục đích mình tham gia chương trình là mình muốn tìm một ai đấy thôi hay là nhất quyết phải là người này? Anh có thực sự là muốn lên hình để mình tham gia chương trình và kết đôi với người phù hợp không? Hay không, là mình em... tham gia để mình hỏi số cô bạn kia? Em hỏi câu hỏi rất hay. Thực sự anh là anh đăng ký lên chương trình này là anh muốn lên chương trình, chứ không phải là anh muốn lên chương trình để anh xin số điện thoại người đó. Nhưng qua cái chương trình này, anh cái chương trình bọn em ấy, mỗi khi anh theo dõi, anh xem cái chương trình này, anh cảm thấy họ có nhiều cái suy nghĩ trong anh. Nếu bọn em giúp được anh thì là cái tốt, không giúp được thì anh cũng vẫn tham gia chương trình, chứ không phải là không. Em hiểu ý anh không? Rồi, ok, tụi em sẽ hiểu ý anh rồi ha. Và có thể là anh sẽ đưa ra cái cô bạn ở trong chương trình chẳng hạn như vậy, hoặc là anh muốn mong muốn tìm kiếm một cái người giống như vậy chẳng hạn như vậy, thì đó là cái hình mẫu mình mong muốn, thì là anh cứ trao đổi thêm ha. Để thứ nhất là chỗ cô đó thì là chương trình đó mà liên lạc được hoặc là như thế nào thì là sẽ có những cái thông tin, nhưng mà trước mắt thì là em nhận những cái thông tin này từ anh nha. Và sau đó nếu mà mình được chọn nha anh nha, tại vì ở đây là mình chỉ cast chung thôi, và sau đó là sẽ có cái danh sách những ai mà được chọn để vào vòng 2. Ở đây mình chỉ là vòng 1 thôi. Khi mà vào vòng 2 á thì là sẽ có biên tập trao đổi kỹ nhiều hơn nội dung với anh, cũng như là làm việc kỹ hơn về những cái hình mẫu anh mong muốn. Chẳng hạn như là anh thích cô gái ở tập 300 mấy của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, một cái cô kiểu như vậy, cái tính cách như thế, thì anh cứ trao đổi để chương trình cũng sẽ hình dung được cái gu bạn gái mà anh thích sẽ như thế nào. Thì như vậy thì nó rất là chi tiết và rất là dễ tìm cái người phù hợp cho mình ha. Đấy là, thực ra là anh đăng ký chương trình này, anh rất thích lên chương trình, nhưng khoa xem cái chương trình này anh thấy cái người này nó nhiều cái suy nghĩ trong anh. Và từ những câu hỏi của người đó đặt ra cho bạn nam kia thì cũng là câu hỏi anh muốn đặt ra, và anh cũng rất thích nắm mối với một gái nào cũng đã từng trải qua những cái hoàn cảnh như anh, họ hỏi anh những câu hỏi, bởi vì anh cảm thấy họ có những câu hỏi rất là đúng như những người đã từng đổ vỡ, bởi vì vấn đề của những người đổ vỡ điều quan trọng nhất họ tìm được điều người cùng hoàn cảnh. Còn chuyện khó khăn về kinh tế hay khó khăn về đi lại đây không phải là vấn đề chính, em hiểu không? Dạ rồi, ok, tụi em hiểu rồi anh ha. Cảm ơn anh Sáng đã tham gia cái buổi cast này hôm nay ha. Sau đây là tụi em sẽ còn cast rất là nhiều người nữa, cho nên là nếu mà có cái thông tin anh được chọn này kia thì là chương trình sẽ thông báo cho anh biết sớm nha. Anh cảm ơn bọn em và cảm ơn chương trình đã dành thời gian rồi không bận lại. Dạ rồi, em cảm ơn anh Sáng, chào anh ạ. Dạ, anh bấm nút rời khỏi cuộc gọi giúp em nha. Ok. Dạ rồi, em chào anh ạ.